bắt giam thần y. Ngày xưa, ở làng nọ có một vị thầy lang rất giỏi. Anh không những có y thuật cao cường mà còn có một tấm lòng vô cùng nhân hậu. Mẹ anh không sao, và chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc theo đơn này là khỏi thôi. Lát nữa ta sẽ bốc thuốc cho. Tôi cảm ơn thầy nhiều ạ. Hãy cầm lấy số tiền này mua cái gì đó tẩm bổ cho bà nha. Thầy tốt quá, đã chữa bệnh miễn phí cho mẹ tôi mà còn cho tiền để mẹ tôi bồi bổ. Hôm nay tôi xin kết cỏ ngậm vành. Cứu chữa bệnh cho người dân là trách nhiệm của tôi mà, cậu đừng khách sáo quá. Thôi, tôi còn phải đi chữa bệnh cho nhiều người nữa, cậu chăm sóc cho mẹ đi nha. Vâng, cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy Lang Tư đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người. Y thuật của ông đã giúp biết bao nhiêu người khỏi bệnh. Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc đến tai nhà vua. Hễ ai trong cung có bệnh gì, nhà vua đều cho vời anh đến. Vì thế, những thái y trong cung cũng đem lòng đố kỵ với anh. Thầy Tư! Thầy Tư, vợ tôi đang nguy kịch lắm, xin hãy đến cứu vợ tôi với. Có chuyện gì? Vợ anh làm sao? Cô ấy bỗng nhiên nôn ra rất nhiều máu, mặt mày xanh lét, một hồi rồi bất tỉnh nhân sự. Xin thầy hãy mau đến cứu cô ấy với. Vậy để tôi lấy đồ nghề rồi đi cùng anh nha. Thầy Lang Tư! Nhà vua có lệnh, thầy Lang Lê Tư lập tức vào cung. Trong cung có chuyện gì sao? Quý phi đột nhiên bị sốt, nhà vua cho vời thầy Lang Tư vào cung khám gấp. Bị sốt sao? Xem ra cũng không có gì nghiêm trọng hết. Phiền ngài về báo với nhà vua, cho mời vị thầy lang khác được không ạ? Ở sao có thể thế được chứ? Mệnh lệnh của nhà vua đã nói rất rõ ràng là đích thân thầy Lê Tư, nhà ngươi phải vào cung. Ngươi không thể trái lệnh được. Nhưng mà tôi đã hẹn đến nhà của vị này để chữa bệnh cho vợ anh ta trước rồi. Hơn nữa, trong cung cũng có rất nhiều thái y mà. Ngươi cũng biết là trong cung nhiều thái y, nhưng nhà vua lại cho vời ngươi, chứng tỏ ngươi rất coi trọng ngươi. Ngươi nên biết điều một chút, mà nếu ngươi không đi, ngươi sẽ mắc tội kháng chỉ là tội chết đấy. Tôi không kháng chỉ, tôi sẽ vào cung. Nhưng hãy đợi tôi đến khám xong cho vợ của người này đã. Vợ anh ta đang rất nguy kịch, còn bệnh của quý phi thì có thể đợi được. Còn người này, nếu như tôi không đến thì cô ta sẽ mất mạng mất. Làm gì có chuyện đó chứ, lệnh vua là trên hết, người phải lập tức vào cung, nếu không người sẽ phải bị tội chết. Mình hãy vào cung đi, là tội chết đấy, mình có biết không? Nhưng mà vợ anh ta... Tôi xin anh hãy đi tìm thầy lang khác đi. Chồng tôi phải vào cung, nếu không anh ấy sẽ bị xử tội chết mất. Nhưng tôi biết tìm ai bây giờ, tôi sợ vợ tôi không thể chờ được. Tôi vẫn phải đi cứu vợ của người này trước. Mình nói cái gì thế? Rượu mày không uống, lại muốn uống rượu phạt. Người đâu, bắt lấy hắn, áp giải vào cung cho ta. Tôi xin mình mà, mình vào cung ngay đi. Thế nào, người muốn tự nguyện hay để ta phải dùng biện pháp mạnh đây? Tôi biết mình khó tránh khỏi tội chết, chỉ xin ngài hãy cho người báo lại với nhà vua để tôi đến khám cho vợ người này trước. Xong việc tôi sẽ theo ngài vào cung chịu tội. Ngươi... Mình ơi, mình đã bỏ tôi mà đi sao mình? Mình, tôi xin lỗi, nhưng tôi là một thầy lang, tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Lương tâm của tôi không cho phép, mình hãy hiểu cho tôi nha. Ngươi lo cứu mạng người ta mà không lo cứu mạng mình sao? Ý tôi đã quyết, xin ngài hãy cho tôi được toại nguyện. Thưa đức vua, quý phi chỉ bị cảm nhẹ, thần đã kê thuốc cho người uống, chỉ vài thang là khỏi ạ. Tốt lắm. Thưa đức vua, Lê Tư đã được giải vào cung ạ. Mau cho hắn vào. Lâu nay ngươi luôn được nhà vua sủng ái, còn hơn cả thái y như ta. Hôm nay thì ngươi thân bại danh liệt rồi. Ngươi thật to gan, dám cãi lệnh của ta sao? Thưa đức vua, thảo chừng nào dám cãi lệnh người, chỉ là... Còn dám nói là không cãi lệnh. Ta bảo ngươi lập tức vào cung chữa bệnh cho quý phi, mà ngươi lại chữa cho vợ của tên dân đen kia trước. Thế không phải là cãi lệnh thì là gì? Xin đức vua hiểu cho, thảo dân là một thầy lang, nhiệm vụ của thần là đi cứu người. Ai bệnh nặng, ai nguy kịch hơn thì thần sẽ cứu người đó trước. Thảo dân thấy bệnh tình của quý phi chưa đến mức nghiêm trọng đâu, nên mới để sau ạ. Liệu dân tỏ gan, người giả mang quý phi ra so sánh với vợ của tên dân đen kia sao? Ngươi là bậc cao quý, đương nhiên tính mạng quan trọng hơn tất cả.
Người nói thế là có ý khinh thường quý phi, khinh thường cả đất vua nữa. Thảo Dân không có ý đó. Thảo Dân có 100 cái đầu cũng không dám coi thường quý phi và đất vua đâu ạ. Chỉ là... Còn chối à? Nếu người coi trọng quý phi thì đã ngay lập tức vào cung khám bệnh cho người, chứ không phải trì hoãn như thế này đâu. Thưa đức vua, tội của hắn đáng chu di tam tộc đấy ạ. Thưa đức vua, thần không dám đâu ạ. Chỉ là thần thấy đã là tính mạng của con người thì ai cũng đáng quý như nhau, không thể phân hạng sang hèn. Người phụ nữ kia đang ở bên bờ vực của cái chết nên thần mới đi cứu bà ta trước, chứ không hề có ý coi thường quý phi vào nhà vua đâu ạ. Người em đi, đừng có ngụy biện. Dù thế nào thì ngươi cũng đã mắc tội kháng chỉ. Ngươi có thành mình thế nào cũng vô ích. Ngươi đã phạm tội chết rồi. Đúng, Thảo Dân đã phạm tội. Nhưng Thảo Dân không hối hận, vì nếu Thảo Dân không đến kịp, người phụ nữ kia sẽ chết. Thảo Dân xin chịu tội. Chỉ xin đức vua anh minh, đừng xử tội người nhà của Thảo Dân. Ai làm người nấy chịu, một mình Thảo Dân chịu là đủ rồi. Được, vậy bao lời hắn ra xử trảm. Quân đâu, còn không y lệnh, mang tình Lê Tư này ra trảm đi. Người yên tâm, người sẽ không phải chết đâu. Bẩm ý người là... Thưa, sao lại thế ạ? Ta không trách tội người, trái lại còn ban thưởng cho người nữa. Ban thưởng? Người... người nói sao ạ? À, tâu đức vua, sao có thể như thế được ạ? Hắn đã phạm tội mà. Người thật là một lương y chân chính, y thuật cao cường, lại có lòng nhân đức, thương xót nhân dân mà không màng đến sống chết của mình. Nếu giết ngươi thì ta chẳng khác nào một hôn quân gian ác không biết lý lẽ sao? Ngươi cũng nên học đức tính này của Lê Tư đi. Dạ vâng ạ. Ngươi đúng là một vị vua anh minh, tạ ơn ngươi đã không trách tội ạ. Ngươi đâu, ban thưởng cho thầy lang Lê Tư 100 lạng vàng. Tạ ơn đức vua đã ban thưởng, nhưng thần có một tâm nguyện. Thần muốn đổi vàng được ban thưởng này thành gạo trắng để ban cho dân nghèo cứu đói, có được không ạ? Được, được chứ. Ngươi quả là người có tấm lòng cao cả. Đất nước này có những lương y như ngươi thì quả là phúc của muôn dân. Tạ ơn đức vua. Phúc sinh tử của kẻ tự tôn. Các võ sĩ đang cho thấy sự thận trọng của mình với những bước đi chủ yếu mang tính chất thăm dò đối thủ. Và bất ngờ một cú đá cao bằng chân phải của Robin, lại thêm một cú đấm tốt của Robin, và một lần nữa đối thủ của anh đã ngã trên sàn đấu. Hãy cùng chờ xem anh ta có thể đứng dậy được hay không đây. 3, 2, 1, và trận đấu kết thúc với chiến thắng của Robin. Tuyệt vời, chiến thắng rất vẻ vang dành cho Robin. Và Robin, anh thực sự xứng đáng với biệt danh kẻ hủy diệt của mình. Mình sẽ không bao giờ quên trận đấu ngày hôm nay. Đây có thể là trận đấu cuối cùng, chiến thắng cuối cùng của cuộc đời mình. Robin, Robin, anh bị sao thế này? Tỉnh lại đi, Robin, Robin. Nếu cậu chịu phẫu thuật sớm hơn thì tình trạng khối u não của cậu đã không chuyển biến xấu đi như vậy rồi. Thực sự thì tôi hiểu, với bác sĩ điều quan trọng nhất là kéo dài sự sống cho tôi. Nhưng với tôi, quan trọng nhất lại là được sống với đam mê của mình. Thà tôi được sống một phút huy hoàng trên sàn đấu còn hơn cả đời yếu ớt, bệnh tật trên giường bệnh. Nhưng trận đấu vừa qua đã phét sạch sức lực cuối cùng của cậu. Thiếu chút nữa, cậu đã rơi vào tình trạng nguy kịch rồi đấy. Tôi biết, tôi đã cố gắng gượng cho trận đấu cuối cùng ấy, vì tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để có được khoảnh khắc chiến thắng đó. Được rồi, mọi thủ tục chuẩn bị của cậu đã xong. Ngày mai tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho cậu. Đây không phải là một ca phẫu thuật đơn giản. Nếu ca phẫu thuật không thành công thì chết không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là phải nằm bất động một chỗ như một kẻ vô dụng vậy. Bác sĩ, ca phẫu thuật này nhất định phải thành công. Cậu cứ yên tâm đi. Suốt 20 năm trong nghề, tôi chưa từng phẫu thuật thất bại một ca nào hết. Ca phẫu thuật của tôi chắc chắn sẽ thành công. Gloria, em hãy gọi luật sư Abe đến đây. Anh có một chuyện vô cùng quan trọng cần bàn bạc với cả hai. Chuyện gì thì cũng đợi sau khi anh phẫu thuật xong trước cái đã. Giờ anh còn nghỉ ngơi mà. Không được, chuyện này vô cùng quan trọng.
Xin chị đừng quá lo lắng. Anh Robin chỉ làm thế này để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra mà thôi. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho ca phẫu thuật của anh ấy thành công nha. Bác sĩ à, ca phẫu thuật thành công chứ ạ? Chồng tôi không sao chứ bác sĩ? Khối u đã có dấu hiệu di căn, khiến ca phẫu thuật này hết sức phức tạp. Các bác sĩ đã cố hết sức. Bây giờ tình trạng của anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng mà những tổn thương não rất có thể sẽ khiến cậu ấy rơi vào hôn mê, cũng không tránh khỏi khả năng sẽ tiến triển sang trạng thái sống thực vật. Sống thực vật? Nhưng gia đình nhất định phải kiên trì. Bệnh nhân vốn có thể trạng khỏe mạnh, rất có thể sẽ sớm vận động lại được thôi. Bác ơi bác, sống thực vật là sao hả bác? Không thể nào. Ba năm sau. Quan. Tôi không biết nên làm gì để tốt cho anh ấy nữa. Nhưng trước khi phẫu thuật, chẳng phải anh ấy đã trao đổi nghiêm túc với chúng ta về trường hợp này rồi sao? Tôi nghĩ 3 năm cố gắng và hy vọng như vậy là đủ rồi. Đã đến lúc chúng ta rút ống thở và dừng điều trị như tâm nguyện của anh ấy. Đó mới thực sự là điều tốt nhất cho anh ấy. Rút ống thở và ngừng điều trị ư? Sao có thể như thế được? Biết đâu một ngày nào đấy cậu ấy sẽ hồi phục. Xin gia đình đừng mất hy vọng. Xin lỗi, nhưng trước khi phẫu thuật, anh Robin đã quyết định làm đơn từ chối khám chữa bệnh và yêu cầu sử dụng nó trong trường hợp chẳng may anh ấy rơi vào trạng thái hôn mê hoặc sống thực vật. Đây hoàn toàn là quyết định của bệnh nhân. Pháp luật cho phép anh ấy được ngừng điều trị nếu anh ấy muốn, và chúng ta phải tôn trọng điều đó. Chị sẽ phản đối điều này đúng không? 3 năm qua chúng ta đã tìm mọi cách để cậu Robin hồi phục. Sao chị lại có thể để chồng mình chết như vậy được chứ? Điều mà bác sĩ muốn cũng là điều mà tôi muốn. Nhưng so với những gì chúng ta muốn, chẳng phải điều Robin muốn quan trọng hơn hay sao? Bác sĩ có biết không, chồng tôi là một võ sĩ. Thời gian anh ấy sống ở trên sàn đấu còn nhiều hơn ở nhà. Anh ấy lấy việc chiến đấu là lý tưởng sống, còn sức mạnh là tất cả tự tôn của anh ấy. Vậy mà giờ số phận lại bắt một võ sĩ như anh ấy phải nằm bất động ở đây, đến thở cũng phải dùng đến máy móc. Cuộc sống như thế với anh ấy chẳng khác nào là cực hình tra tấn. Tôi thực sự, tôi không muốn anh ấy từ giờ đến cuối đời phải sống không bằng chết như vậy. Giải thoát có phải là điều anh thật sự mong muốn không? Tôi xin bác sĩ đừng làm khó chúng tôi nữa. Hãy để anh ấy ra đi trong thanh thản đi. Hôm nay là ngày gia đình Robin quyết định rút ống thở và đưa cậu ấy về nhà. Chẳng lẽ mình lại phải từ bỏ bệnh nhân này như vậy sao? Trong suốt 3 năm qua, mình cũng đã cố gắng rất nhiều để giúp cậu ấy hồi phục. Nhưng mỗi nỗ lực của bác sĩ cũng sẽ chẳng là gì nếu người bệnh không có đủ kiên trì. Để bệnh nhân đến nông nỗi này, mình đúng là một bác sĩ thất bại mà. Sarah, sao?
cuối, nên nó đã trốn mãi trong phòng tôi. Có lẽ con bé nghĩ nếu không gặp được con bé, anh sẽ sống tiếp. Bố, bố phải nhanh khỏe lại nha. Bố còn phải trừng trị mấy đứa hay bắt nạt xa ra đình lớp nữa chứ. Sara không cho bố đi đâu hết. Bố ơi, bố tỉnh lại đi bố. Có thể anh cảm thấy việc ngừng điều trị giúp anh thanh thản khi giữ được sự tự tôn của một người võ sĩ. Nhưng còn với gia đình mình, anh có thanh thản khi từ bỏ họ như vậy không? Tôi biết phải nằm bất động với máy móc ở đây là một chuyện vô cùng khủng khiếp với một võ sĩ như anh. Nhưng chẳng lẽ cả cuộc đời này, sự tự tôn của một võ sĩ là quan trọng nhất với anh sao? Vậy còn vợ anh, con anh, còn cuộc sống tươi đẹp ngoài kia, tất cả những điều đó đều không là gì với anh sao? Anh hãy nghe lời tôi, hãy tiếp tục hy vọng đi, tiếp tục cố gắng. Không phải vì một ngày nào đó có thể quay lại sàn đấu, mà là vì một ngày nào đó có thể cùng gia đình mình sống những ngày tháng hạnh phúc, cùng chứng kiến con bé khôn lớn và trưởng thành nữa. Và rồi, Rubin sẽ nhận ra sự tự tôn của một võ sư và tất cả những thứ khác trên đời đều không quan trọng bằng hạnh phúc gia đình, hạnh phúc của những người mà anh yêu quý. Hai chàng rể tương lai. Chị hai. Ôi, hai đứa cũng về đấy à? Sinh nhật mẹ sao có thể không về được? Tụi em còn mua bao nhiêu là quà cho mẹ đây nè. Chào em vợ, hai đứa cũng vừa về đến đây à? Vâng, chào anh. Thôi, chúng mình vào nhà đi, mẹ đang đợi đấy. Chị vẫn còn yêu anh ấy đấy hả? Rồi chị cũng chỉ có vất vả thôi, giờ không có tiền thì chỉ có khổ. Thôi vào nhà đi không mưa. Em cũng chỉ lo cho chị thôi. Đó, rồi chị coi, mưa gió này như em đi xe hơi có phải sướng không? Nắng không tới mặt, mưa không tới đầu. Bao nhiêu người chọn mà sao cứ phải nhất quyết là cái anh nhà quê quèn ấy chứ? Ôi, các con đã về cả đấy à? Mẹ, mẹ. Vào, vào đi các con. Có bị ướt không? Mẹ, con chào mẹ. Ừ, vào đi con. Lâu lắm rồi mới gặp các con. Vào nhà đi. Mẹ, đây là quà của chúng con tặng mẹ. Toàn quà xịn, anh Tuấn tự chọn tặng mẹ đấy. Ôi, thế à con, quý hóa quá. Cảm ơn con rể nhé. À, còn đây là quà của chúng con tặng mẹ. Chúc mẹ mãi vui khỏe với chúng con ạ. Ừ, mẹ cảm ơn các con. Hôm nay các con về cả, ở lại ăn tối rồi hãy đi. Dạ. Con xem đấy, cây tâm nó chọn được cái thằng cũng đến là được. Gia đình có điều kiện tốt á, thì cuộc sống sau này mới đỡ khổ con à. Đời mẹ vất vả thiếu thốn nhiều rồi. Bố con mất sớm, chẳng thể cậy nhờ vào ai. Chỉ mong sau này hai đứa mày lớn lên, kiếm được tấm chồng, ra môn ra khoai, thì mẹ mới yên tâm. Vâng, anh ấy chiều con lắm mẹ ơi. Bố mẹ anh ấy bảo khi nào tụi con cưới sẽ tặng một ngôi nhà ở ngay trung tâm thành phố. Nói chung gì thì gì cũng cần nghĩ đến thực tế. Cuộc sống có đầy đủ thì mới hạnh phúc. Mà con cũng đã bảo chị ấy rồi, chị ấy đâu có nghe. Chí ít thì cũng phải có cái mà ra hồn để anh chị cưới nhau. Về rồi còn có chỗ chui ra chui vào. Đằng này nhà chả ra nhà. Có mỗi một thân một mình, biết nương cậy vào ai. Chị khác, em khác. Mỗi người một hướng suy nghĩ khác nhau, không nên so sánh. Mẹ cứ tin con, anh Hào là người tốt. Có thể bây giờ anh ấy chưa có, nhưng anh ấy có chí, nhất định sẽ thành đạt. Thành đạt? Đi làm đến mấy năm rồi mà mãi cũng không mua nổi được cái xe ninh hồn. Nói gì đến cái nhà, cứ cho là không ham vật chất đi thì ít ra... Ừ, kìa, anh Hào. Thôi, anh có việc về trước, em và mọi người cứ vui vẻ nhé. Ừ, anh Hào.
Kể ra anh ấy nghe thấy lại hóa hay, cho anh ta biết không lâu nay cứ ảo tưởng. Em chỉ mong chị của em được sung sướng, hy vọng anh ấy tự ái mà tự bỏ đi, để chị em còn có lựa chọn mới cho cuộc sống của mình nữa. Alo, em à, em về nhà đi nhé. Mẹ bị đột quỵ. Hả? Chị, mẹ sao rồi? Em đến rồi à? Bác sĩ bảo mẹ phải phẫu thuật gấp, mà tiền nhiều quá. Chị đang lo, còn thiếu bao nhiêu nữa chị? Tạm thời là 50 triệu. Anh đưa cho em 50 triệu luôn đi. Em cần gấp để phẫu thuật cho mẹ. Em có bị điên không? Anh làm sao có ngay 50 triệu cho em? Không phải anh luôn sẵn tiền sao? Mỗi lần ăn chơi đến mấy chục triệu, có 50 triệu mà anh cũng phải lăn tăn với em. Nhưng đó là tiền của bố mẹ anh, có phải là cần là có ngay đâu. Muốn có cũng phải từ từ. Đợt vừa rồi anh chi tiêu nhiều khoản quá, chưa có ngay đâu. Anh thật là lúc cần thì... Mẹ em sao rồi? Mẹ cần phải phẫu thuật gấp anh à? Mà bây giờ thiếu tiền nhiều quá, em còn chưa biết quay ở đâu. Thiếu bao nhiêu em? 50 triệu anh à. Vậy để anh lo. Anh lo thế nào? Anh lấy đâu ra tiền? Anh có dành dụm được ít tiền để dành cưới chị em. Nhưng giờ mẹ bị thế thì lo cho mẹ trước. Tiếng con khóc gọi mẹ quay về. Phim phỏng theo câu chuyện có thật của bà mẹ Shelley Cowley sống tại California, Mỹ. Em đang làm gì vậy em yêu? Em đang xếp đồ cho con. Anh xem này, chiếc tất nhỏ xíu à. Anh thử tưởng tượng xem, lúc còn chúng ta đeo nó vào, thật dễ thương làm sao. Phải rồi, chỉ vài ngày nữa thôi, chúng ta sắp được gặp con gái rồi. Con là điều tuyệt vời nhất của chúng ta mà. Em chẳng mong gì hơn ngoài mong sinh con ra được khỏe mạnh, dù em có phải chịu bao nhiêu đau đớn. Em chỉ sợ có điều gì đó không suôn sẻ lúc lâm bồn. Sức khỏe em từ nhỏ đã không được tốt lắm. Nào, em không được nói gỡ. Em sẽ làm tốt tất cả. Anh tin như vậy mà. Không có gì phải lo lắng cả. Việc của em là hãy luôn thật thư thái, ăn ngon ngủ ngon. Như vậy sau này con chúng ta mới hay cười, vô tư hồn nhiên được chứ. Đau quá. Đau quá. Anh ở đây, cố lên em yêu. Chịu đựng cơn đau một lúc nữa thôi, chúng ta sẽ được gặp con rồi, cố lên em. Xin anh vui lòng đứng ngoài chờ giùm. Cô Bao La, đứa bé sắp ra rồi. Nào, hít thở thật sâu vào, dồn hơi đẩy xuống vùng bụng. Cố lên nào. Không được, cô ấy sắp liệm đi rồi. Như vậy đứa bé sẽ bị ngạt mất. Tiếp tục đi nào Bao La, lấy hết sức rặn thật mạnh. Vì đứa bé, cố lên Bao La. Chúa ơi, là tiếng con tôi. Bao La, em đã làm được rồi. Bao La, Bao La. Không xong rồi, cô ấy đang nguy kịch. Chúng ta phải tiến hành cấp cứu ngay. Ôi, ơn Chúa, con tôi. Chào con gái của bố. Mẹ con thật cừ khôi phải không? Hả? Sao phải y tá mày? Vợ tôi, cô ấy, tôi vào với vợ tôi được không? Anh Chem à, anh phải thật bình tĩnh. Các bác sĩ đang dốc hết sức cấp cứu cho vợ anh. Cô ấy sẽ ổn thôi. Cô ấy sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với vợ tôi thế? Một cục máu đông đã khiến động mạch của cô ấy bị tắc và rơi vào hôn mê. Chúng ta hãy cùng cầu Chúa, hãy ban sức mạnh cho cô ấy. Hả? Sao lại như vậy chứ? Bao La... Cô ấy gần như đã mất hơi thở rồi. Có lẽ chúng ta sẽ mất cô ấy thôi. Cậu Chúa, xin hãy ban sức mạnh cho vợ con. Gắng lên em yêu, em nhất định phải sống. Anh xin em đấy. Bao La. Bác sĩ à, vợ tôi sao rồi? James à, chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã làm hết mọi thứ, những gì có thể. Nhưng cô ấy đã không còn hơi thở.
chúng ta cần phải nói lời tạm biệt với cô ấy. Không, không thể như thế được. Không. Bảo La, em tỉnh dậy đi em. Anh xin em mà, đừng bỏ bố con anh. Con và anh không cho phép điều đó đâu. Em có nghe anh nói gì không, Bảo La? Con gái tôi đâu? Xin hãy đưa cô tôi đến đây đi. Chúng tôi sẽ cùng gọi cô ấy tỉnh dậy. Xin anh hãy bình tĩnh. Việc này, hãy đưa cô bé vào đây, để cô bé cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của mẹ, cũng để họ nói lời tạm biệt với nhau. Em yêu, con đang nằm trong lòng của em. Em có cảm nhận được không? Em phải tỉnh lại và nhìn con của chúng ta đi em. Em đã nói là khao khát của em là được nuôi con bằng sữa mẹ. Em đã nói em nhất định phải cho con bú đến lúc 4 tuổi cơ mà. Con đang khóc vì đói kìa em. Bảo La, em đừng ngủ như thế nữa. Con đang gọi mẹ đó. Mau dậy đi em. James à, tôi rất tiếc, nhưng có lẽ Chúa đã gọi cô ấy về bên người rồi. Hãy để cô ấy thanh thản ra đi. Bảo La, Bảo La, tay cô ấy vừa cử động bác sĩ ơi. Chắc chắn tôi vừa cảm nhận được như thế mà. Ôi nhìn kìa, nhịp tim của cô ấy đập lại rồi. Thật không thể tin nổi. Đúng là một phép màu nhiệm. Chính là nhờ tiếng khóc của cô bé. Cô bé đã khiến bản năng của người mẹ thức dậy, vực dậy sự sống cho Bảo La. Bảo La, anh biết em sẽ không rời bỏ bố con anh mà. Anh biết mà. Chị May, chị xem này, con bé bú no và ngủ rồi. Cô bé ngủ trông thật ngon lành làm sao. Bảo La, thật tuyệt vời. Vì giờ đây tôi được nhìn cô khỏe mạnh và hạnh phúc như thế này. Hôm nay cô sẽ được xuất viện đấy. Thật à? Chào mừng hai mẹ con đã được xuất viện. Cảm ơn em Bảo La. Em đã vì bố con anh mà trải qua mọi đau đớn. Cuộc đời anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc này. Em cũng vậy, James. Gia đình chúng tôi thật sự thấy biết ơn tất cả mọi người ở đây đã cố gắng hết mình vì vợ con tôi. Thật sự cảm ơn mọi người. Không, phải cảm ơn thiên thần nhỏ mới chào đời mới đúng. Chính tiếng khóc của cô bé đã cứu mạng cô ấy, đưa mẹ của cô bé trở về từ cõi chết trong thời khắc vô cùng nguy cấp. Nhờ kịp thời mang cô bé đến với mẹ, cô ấy đã cảm nhận được con của mình, và bản năng của một bà mẹ đã trỗi dậy, khiến cô ấy đủ sức mạnh chống lại lưỡi hái tử thần. Đúng vậy, con chính là phép màu, là kỳ tích, con gái của bố. Cảm ơn con đã đưa mẹ trở lại với cuộc sống của chúng ta, Lily bé nhỏ của bố. Khi người bố trở về. Bộ phim phỏng theo câu chuyện có thật về một người mẹ tên là Asako tại một thị trấn nhỏ thuộc đất nước Nhật Bản. Asako, sao con không đi cùng các bạn cho vui? Cô giáo có phản ánh là ở lớp con không chơi với ai cả. Có chuyện gì vậy hả con? Các bạn trêu chọc vì con không có bố. Sao con không nói với các bạn là bố Tashi đang đi công tác nước ngoài chưa về? Con có nói nhưng chả bạn nào tin hết. Sako, con gái, bố đã về với hai mẹ con rồi đây. Bố Tashi ơi. Đúng rồi, bố đây, bố đã về với con đây. Xin lỗi hai mẹ con, khi mới sang nước ngoài công tác được vài tháng thì bố bị một tai nạn khiến mất trí nhớ. Thật may gần đây bố hồi phục trí nhớ mới có thể trở về nhà. Giờ thì con đã hiểu lý do vì sao bố không thể gọi điện về cho con. Bố của Sako kìa, bố bạn ấy đi công tác nước ngoài giờ mới về đấy.
gái của bố. Bố làm việc ở thành phố khác, chưa thể thu xếp công việc về gần nhà được. Mỗi tháng bố sẽ về với con 2 lần nha. 12 năm sau. Bộ lễ phục vừa quá anh nhỉ. Em vào xem bố mẹ chuẩn bị đến đâu rồi. Đồ tôi, anh hãy đi đi, tôi không cần anh nữa. Vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ. Bố, bố đi đâu đấy ạ? Bố phải đi đây, xin lỗi con Sako, nhưng bố không thể ở lại đây được. Bố ơi, bố đừng đi, mà đã là lễ cưới của con rồi. Mẹ sẽ dắt con ra lễ đường có được không? Mẹ, sao mẹ lại đuổi bố đi chứ? Bố mẹ có những bất hòa không thể giải quyết, con hãy thông cảm cho mẹ. Nhưng không phải là ngày hôm nay, mẹ ích kỷ lắm. Chỉ vì xích mích giữa hai người mà mẹ đuổi bố đi trong một ngày quan trọng như thế này hả? Sao cô, cuối tuần này mình về thăm mẹ nha. Từ hôm cưới tới giờ em vẫn chưa có về nhà. Không đâu, em vẫn còn giận mẹ mà. Em sẽ đi tìm bố. Bố mua cho con đi mà, cái này không đắt lắm đâu. Được rồi, bố sẽ mua, nhưng phải đợi bố có tiền lương đã chứ. Trời ơi, bố có một gia đình khác nữa. Cô gái kia cũng chàng tuổi mình. Chả lẽ bố phản bội mẹ từ hồi đó? Sako, cháu. Con. Tại sao con lại ở đây? Bố, thì ra mẹ đuổi bố đi là vì phát hiện ra sự thật này, có phải không? Bố đã có gia đình khác và phản bội mẹ từ mấy chục năm về trước. Vậy mà chuyện là... Thôi được, hãy vào nhà. Bố sẽ kể mọi chuyện. Dù sao con cũng đã lớn rồi. Tôi muốn con bé được hạnh phúc trong suốt tuổi thơ của mình. Chính vì thế, tôi sẽ thuê bố cho con bé lâu dài. Chỉ có điều, tài chính của tôi không được khá, nên tôi sẽ ký từng năm một, có được không? Tất nhiên là được rồi. Trời ơi, không thể nào, sao lại có thể thế được? Bác chỉ là nhân viên của công ty cho thuê người sao? Ta rất tiếc, nhưng đó là sự thật. Mẹ con đã phải làm việc cực lực để có tiền trả cho công ty thuê người. Hãy gửi lời xin lỗi của ta tới mẹ con, vì ta không thể giúp bà ấy thêm trong ngày cưới của con. Và cháu ạ, sao cô? Cho dù cháu không có một người cha thật sự ở bên, nhưng cháu rất hạnh phúc đấy, vì cháu có một người mẹ tuyệt vời, và bà ấy yêu cháu hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.